Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Auto Bình Dân. Và tiếp tục clip hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lò bát hai tấc và một cái đôi chép còi, chép kèn gì ha, chép rời, bát rời và chép rời luôn. Đây, hai cái đôi lò trước màn hình chúng ta. Đó, thì một cái bát đó thì hai tấc và mình thấy sau lưng đó là nó ghi 16 ohm nha. Và cái chép cày còi này thì cái họng bằng nhựa nhưng mà nó ghi 8 ohm đó. Thì hàng này là có đóng chữ Japan hết, nhưng mà cái hãng nào thì không biết nó đóng cái hãng nào, cái số lô sản xuất này không biết quý vị và các bạn nào có tra cứu được cái nó nằm ở của hãng nào không. Mình thì mình chưa có tra cứu quý vị ha. Thì sau đây thì mình sẽ đây để đèn này cho sáng vậy. Vậy thì sẽ sáng không đều. Sau đây thì mình sẽ quay chi tiết cái màn nó trước, từng cái màn cho quý vị và các bạn xem trước nha. Và sau đó chúng ta sẽ quay cũ đây. Cái màn còn rất đẹp, màu dạng bách quyết quý vị ha, màu hơi ngả màu tím bách quyết, giống như là L65 Subaru bách quyết đó. Ở đây thì nó dính dây giờ chằm chỗ đó quý vị ha. Để mình ra gần đây, đưa này gần đây nè, mình ra nè. Rồi giống như nó cầm cầm chút xíu chẳng đó, giống như bụi nó đóng lâu ngày nó cầm cầm lên vậy gì ha. Đây nó không bị gắt, không bị xử lý gì hết nghe gì nha, rất là đẹp nè. Đó, anh quay về cho quý vị và các bạn xem. Đó, rất đẹp ha. Tới một chiếc bên đây, mình sẽ soi đèn trực tiếp vào cho nó sáng cho chúng ta dễ thấy. Đây, cái này để lâu quá khi mà nó quay mà cái râu này thì lúc nào nó quay xuống, để lâu quá thì trên đây nè dính bụi giờ nó bám luôn rồi gì. Cái này mình về có thể phải xin ra đi ha, xin kỹ thì ra, nhưng mà ở đây đó nó bám vậy đó, không phải là gắt giá hết gì nha. Để chút em soi mặt sau cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Đầu thì rất là đẹp vì ha, gân của nó là gân vải lụa này, rất là mềm nè ha. Vì ha, rồi đường kính bát để em quay của bát trước nha chị nha, giới thiệu cho quý vị và các bạn của bát trước. Đường kính của bát này gì ha, đường kính phủ bì á là nó 21 cm, nhưng mà cái dạng này thì anh em chúng ta, tất cả anh em chúng ta chơi audio thì gọi đây là bát hai tấc vì nha, bát hai tấc. Và đây thì em cũng sẽ quay cho quý vị và các bạn xem cái phần củ của nó. Củ nó rất to vì ha, củ rất to, hai tấc củ rất to nghe gì nha, bát hai tấc thôi nhưng mà củ nó rất to nè, to chà bá luôn củ ha, ngoằn tay nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ đo đường kính cũ cho quý vị và các bạn chúng ta thấy. Đo cái 500 là được 11 cm nè, từ đây bên kia ha, bộ bì 500, 11 cm. Và ở đây thì nó đóng cái chữ W là woofer đó vậy ha, là low bass. Có thể hát low bass. Cái số mã số của nó là 2075A nè quý vị, 2075A ha. Và đặc biệt là đóng 16 ohm quý vị ha, 16 ohm. 16 ohm. Lo này thì công Nhật về hàng này bảo đảm là hàng zin của Nhật luôn vị ha. Các cái số hiệu, số lô sản xuất của nó thì em nghĩ là quý vị và các bạn nào có tra cứu thông tin ở trên mạng thì chúng ta có thể tìm ra được cái hãng của cái lo này. Nó chỉ đóng vậy đó. Đó, hai bên tất cả đều nè. 2075A 16 ohm, 2075A 16 ohm. Nhìn cái củ nó rất gấu nè. Củ rất gấu vậy ha. Cái dạo từ trước tới sau bắt hai tấc nhưng mà nó được 11 cm nào vậy ha. Và ở đây thì trong nè, màn nè đẹp, mình có thói màn trước nè, nãy cái màn ở trước nó hơi sự sự đó, mình cứ ngỡ là anh em nhiều khi không biết, tưởng nó gách giá, này là không có gách giá nghe gì nha. Chỗ đó là cũng đâu phải gách giá đâu, nó dính cái gì đó đó, nó vậy đó nè, một con nhện đó nè, nguyên đẹp nè đó, nguyên xin rất đẹp quý vị ha. Đặc biệt là ngay cái dây mũi nó nè đó quý vị ha, đó là một chiếc rất nặng nhau gì nha. Tới chiếc thứ hai thì đây, thứ nhất là mình quay cho quý vị và bạn xem dây nhựa món hàng của ta nó vậy đó, nguyên xin nó vậy đó gì ha. Và phần ở trong nè đó, màng quay màng trước nè quý vị ha. Đó, cái màn trang số hai cái này thì nó cũng có gai bên kia, cũng có đốm gần vậy đó. Rồi còn con nhện này đó,
đẹp nguyên zin vì ha. Ây da, cũng hơi bị nặng nha. Đó, thì cái cổ bát này với cái tình trạng nó có dính hai miếng dơ vậy đó gì ha, hai bên mày đều có hết nè. Đó, dính hai miếng dơ hết, bát thì lên màu quyết giống như màu quyết của lò 65 Zuban, bát quyết chịu cái gì ha. Thì cái tình trạng nó vậy là lo 16 ôm luôn. Lo này thì chúng ta lấy về chúng ta gáp vào thùng, chúng ta có thể làm bát hoặc là chúng ta làm lo mít cho những cái thùng lo lớn thì cực thì tiếng nó tuyệt vời luôn vậy ha. 16 ôm thì tiếng nó rất là dày, tiếng rất hay. Thì cái đôi lo này tình trạng như vậy thì em xin giao lưu đến vì và các bạn chúng ta giá 1.400.000 vì ha. Cái cặp lo này nè, bát hai tắc nè, bát hai tắc nè, 16 ôm nè. Đó thì em xin giao lưu đến vì và các bạn chúng ta giá là 1.400.000 đồng, 1.400.000 đồng chưa bao gồm chi phí vận chuyển vì nha. Đó, nếu quý vị và các bạn nào kết đôi lo này thì quý vị có thể liên hệ với Trần Thảo ra số thoại 0902764784, em sẽ ship hàng tặng giường cho quý vị và các bạn luôn vì nha. Rồi thì một đôi vì nha. Bây giờ thì xong cái phần đôi bát vì ha, gắt nặng vì nha. Chúc em test cho quý vị và các bạn nghe luôn ha. Và tiếp tục thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta đôi chép này, chép càng vì ha, chép càng không bằng nhựa vậy nha, không bằng nhựa. Và cái càng này thì của Nhật quý vị ha, nó cũng về từ công Nhật, nó có đóng số trong đây là cái gì, 8 ôm tất cả các số chữ trong đó đó vì ha, 09343 đây, 8 ôm 09343 là cái model của nó. Quý vị có thể tìm cái model của nó trên các cái trang mạng của lo Nhật thử nó có số hiệu nào vậy không vậy ha. Nè, 1W và 11080 1A 8 ôm 09343 đó, cái số nó em đọc vậy. Quý vị có thể nghe chậm lại để nhớ số, quý vị tìm coi coi nó ra có đúng lo Nhật không vậy ha. Em bảo đảm quý vị và các bạn đâu là lo Nhật, mình không bao giờ bán hàng lo điểu quý vị nha. Thì cái họng còi nó như vậy, cái đường kính còi em cũng xin đo đường kính còi cho quý vị và các bạn chúng ta xem. Đường kính còi hình được 8 phần quý vị ha. Đấy, đường kính còi rất là to. Xếp này cũng là hát, tiếng cũng hay lắm gì ha. Mình gáp lo để rời những cái dàn phía chép là người ta hát cũng rất là hay nha. Bề ngang miệng còi được 14cm nè. Đó. Và bề cao miệng còi là được 10cm quý vị ha. Đó. Đó là cặp chép còi. Thì cặp chép còi này em xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta với giá là 1.200.000 đi ha, 1.200.000 chắc nhật nha, có chắc gì chắc gì thì mình nghe nó cũng được chịu cái một loại tổng hợp nhựa tổng hợp rất là đặc biệt, mình đánh gì nó cũng nghe có vẻ can can của kim loại đi ha. Và vào tay thì nó cũng rất là nặng đi ha. Đồ thì bảo đảm là đồ này không phải là đồ điểu Đài Loan hay là Trung Quốc gì hết đi ha, đồ này là đồ Nhật, trong thùng Nhật luôn, em bảo đảm vì trong thùng Nhật luôn. Nhưng mà cái thùng nó bể mẹ rồi, không có thấy tem nhãn gì hết, cho nên là lột ra bỏ cái thùng luôn, cầm cái này về đó. Rồi thì là tình trạng nó vậy, thì này 1.200.000, này 1.400.000, quý vị có lấy nào cũng được vì ha. Rồi thì bây giờ thì sẵn có dây nhỏ amply đồ sẵn đây, em câu cho quý vị và các bạn nghe để biết là đồ nó còn đang hoạt động luôn vì ha, hoạt động tốt luôn. Mình câu thẳng vô luôn chứ không có qua cái tụ cản gì hết vậy ha. Còn anh em nào về thì anh em ấy thì anh em cản tụ vô vậy ha. Mình không có tụ cản, nhưng mình câu thẳng để test cho quý vị và các bạn biết là lo nó hoạt động thôi. Rồi đây, vậy ha. Em đã câu dây sẵn rồi nè. Đó. Này mượn cái chép để làm cái đồ tựa thôi quý vị nha. Còn cái dây thì kẹp vô nè. Đó, kẹp vô lo bát nè. Kẹp vô lo cái lo bát nè, mình test cái cặp bát trước vậy ha. Đó, bây giờ thì em mở volume lên. Đó, vậy ha. Hát rất hay nè. Một cặp vậy ha. Rồi, tạm thời mình tắt và mình chuẩn bị qua test cặp chép nghe vị nha. Ở đây, chú vị ha. Em đã câu dây sẵn rồi. Đỏ thì đỏ, đen thì đen nè, chép thì không có cản gì hết ha, cho nên là mình hát cũng hơi nhỏ nhỏ vì ha, hai bên hết rồi đó. Nhạc thì cũng đã có sẵn rồi, bật âm ly lên nè. Rồi làm gì đó, chép thì tiếng hay gì ha, ý là chưa có vô tụ cản mà nó hay thì là trời.
hết thuốc của kia đó. Một triệu hai cho đôi chép là xứng đáng một tiền bát gạo luôn ha. Còn đôi bát này thì có 1,4 triệu nữa, tổng cộng là có 2,6 triệu à. Mà được cái đôi này lên thùng cái nữa mình nghe tuyệt vời luôn, muốn cao kê cao, cao cái nhạc cao luôn, thoải mái luôn gì ha. Đó rồi thì đến đây là xong cái phần cái đôi bát và đôi chép này vậy nha. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian để xem hết clip của Trần Thảo Ngân Phát. Nếu quý vị và các bạn nào có đi ngang qua xem được clip thì vui lòng cho em xin một like trên clip này quý vị nha. Và nếu quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, quý vị có muốn theo dõi thường xuyên như là cập nhật các video mới nhất khi Trần Thảo Ngân Phát mỗi ngày thì quý vị có thể cho em xin thêm một lượt đăng ký. Rồi, đến đây thì em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.